Sách trời ghi rõ, tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, nữ mạng, được thần Phật che chở, cát tinh cao chiếu, đổi vận giàu sang, tiền tài như ý, giàu có bất ngờ, tiền vàng ngập két trong năm Giáp Thìn 2024, nếu như biết được cơ mệnh này. Hoan Hỷ gửi lời chào thân thương nhất đến quý khán thính giả đang theo dõi chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Quý bạn nữ tuổi Mậu Thìn thân mến, trong cuộc sống này, ai ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn và thành công. Có nhiều người tuy không được sinh ra trong gia đình giàu có đủ đầy, nhưng nhờ trời ban nhiều phước lành nên đã vượt qua được khó khăn, gian khổ và tạo được nhiều cơ hội đổi đời cho mình. Thành công bao giờ cũng thế, luôn phải đánh đổi bằng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng. Nếu như biết giữ vững tâm thế kiên cường trước mọi sóng gió, thì tương lai ắt gặt hái được thành công và trở nên giàu có. Mới đây khi luận giải về tử vi 12 con giáp, các bậc thầy tử vi bất ngờ tiết lộ rằng người tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, đã phải đối mặt với không ít khó khăn, sóng gió, thậm chí là mất mát, thất thoát rất nhiều. Thế nhưng, những người này luôn tin rằng chỉ cần vững tâm, vững chí, không đầu hàng nghịch cảnh thì mọi thứ đều vượt qua. Đặc biệt, bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý bạn nữ tuổi Mậu Thìn sẽ đón nhận cơ hội vàng hiếm có. Nếu quý cô biết nắm được cơ mệnh này, chắc chắn tài vận và sự nghiệp có sự thay đổi bất ngờ, tiền bạc cứ thế ào ào đổ về như thác lũ, khiến cho quý cô vô cùng hạnh phúc và sung sướng vô cùng. Vậy, năm Giáp Thìn 2024, những vận may mà bản mệnh nhận được là gì? Làm sao để đón lành lánh dữ, giải hung hóa cát? Xin mời quý bạn hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đầu tiên, tổng quan tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, nữ mạng. Người thuộc tuổi Mậu Thìn, cầm tinh con rồng, có ngày sinh dương lịch trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 2 năm 1988 đến ngày 5 tháng 2 năm 1989. Sự kết hợp giữa thiên can Mậu với địa chi Thìn mang ý nghĩa thanh ôn chi long. Tuổi Mậu Thìn có xương con rồng, tướng tinh con quạ, vận số thanh ôn chi long, nghĩa là rồng trong sạch. Là người thích rong chơi, hưởng thụ, lương duyên tốt đẹp, tính tình vui vẻ, lợi về đường làm quan và dễ thân cận người quyền quý, xung khắc với người thân, con cái không ít, nữ mạng hiền lương, vượng phu ích tử. Mậu Thìn nữ mạng là những người thông minh sắc sảo, trí tuệ nhạy bén và rất ham học hỏi. Họ có thể tiếp thu kiến thức ở bất kỳ đâu, chính sự chủ động ấy đã giúp cho Mậu Thìn có một sự hiểu biết sâu sắc về mọi lĩnh vực. Xem tử vi thấy rằng cuộc sống của Mậu Thìn không hề bình yên, phẳng lặng. Những khó khăn, sóng gió có thể ập đến bất cứ lúc nào, cuốn trôi tất cả những gì họ đang có. Bởi vậy muốn thành công, những người này luôn phải trong tư thế chủ động sẵn sàng đối mặt với khó khăn, nguy hiểm. Công danh và sự nghiệp của Mậu Thìn có nhiều cơ hội để phát triển, nếu biết cách nắm bắt thời cơ sẽ đạt được thành công vang dội. Mậu Thìn may mắn được trời phú cho sức khỏe cả về thể lực lẫn tinh thần, bởi vậy họ có khả năng làm việc gấp 2, 3 lần người khác mà không thấy mệt mỏi. Tuổi trẻ Mậu Thìn vượt qua nhiều khó khăn, sóng gió với quyết tâm xây dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định. Càng về sau, cuộc sống càng sung sướng, an nhàn, không lo thiếu thốn. Sự cố gắng của họ đã được đền đáp xứng đáng. Về tài lộc, nữ tuổi Mậu Thìn rất có duyên về tài lộc. Nếu tận dụng tốt những cơ hội ập đến thì các bạn nữ, sinh năm 1988, gần như không cần phải lo lắng về vấn đề chi tiêu của gia đình. Mậu Thìn cũng là người rất hợp với kinh doanh và sẽ thành công lớn nếu như nhạy cảm với thời cuộc. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, nữ mạng, là 37 tuổi âm lịch và 36 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can, theo tử vi nữ Mậu Thìn có thiên can Mậu thuộc hành thổ, gặp thiên can giáp của năm 2024 thuộc hành mộc là quan hệ tương xung. Công việc làm ăn nhiều khả năng có thay đổi, năm này chủ mệnh cũng có thể mở mang hay phát triển công việc. Về tình cảm của gia đạo trong năm không được tốt, cần chú ý về mối quan hệ giữa vợ chồng, nhiều chuyện bất đồng. Tiền bạc cũng chủ về hao tán nhiều, có những khoản chi tiêu lớn. Ngoài ra chủ mệnh còn dễ vướng phải thị phi. Xét về địa chi, người tuổi này có địa chi Thìn, gặp năm 2024 Giáp Thìn, địa chi là Thìn nên phạm vào thái tuế. Bản mệnh gặp năm này gọi là năm tự hình, cũng có thể gọi là năm tuổi. Trong năm này chủ mệnh dễ vướng phải những chuyện thị phi, không được thuận lợi. Ngoài ra trong công việc làm ăn kinh doanh dễ thêm mới, mở mang hoặc thay đổi, cuộc sống cũng đưa tới những định hướng mới hoặc thay đổi. Xét về ngũ hành,
Người này ngũ hành thuộc mộc, gặp năm 2024 ngũ hành thuộc hỏa, thể hiện về quan hệ sinh xuất. Nữ tuổi Mậu Thìn được dự báo bản thân dễ bị hao tổn. Mọi việc trong năm tuy diễn biến thuận lợi, nhưng cơ bản lại có đầu mà không có đuôi. Mở mang hay thêm mới công việc làm ăn thì khó được như ý. Phương diện về sức khỏe dễ bị bệnh tật, trong đó lưu ý bệnh về ngực. Ngoài ra, chủ mệnh cẩn thận về công việc dễ đưa tới nhiều điều bất lợi. Xét về cung phi, người tuổi này có cung phi chấn thuộc hành mộc, gặp cung phi chấn cũng thuộc hành mộc của năm Giáp Thìn 2024 là phục vị. Xem tử vi nữ Mậu Thìn, sinh năm 1988, năm 2024 cho hay, công việc buôn bán, làm ăn dự báo không có những sự biến đổi. Năm này cũng không thuận lợi để chủ mệnh thực hiện các thay đổi liên quan tới công việc làm ăn. Ngũ hành mộc của cung phi tuổi gặp ngũ hành mộc của cung phi năm nên bình hòa, mọi việc theo đó cơ bản bình thường, có tài lộc, tình cảm gia đình thuận hòa. Xét về tứ trụ, thiên hòa, địa hòa, vận số của nữ mệnh tuổi Mậu Thìn năm 2024 ít ạp may mắn, vận trình có nhiều biến động. Vận niên tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, nữ mạng, năm Giáp Thìn 2024. Gặp vận niên, Ngưu Hồi Sơn. Ngưu Hồi Sơn tức là châu về núi non. Ở núi thì có ít cỏ nhưng có nhiều lá cây non, xanh và xa loài người nên không phải kéo cày nên tấm thân khỏi cơ cực. Do đó, nếu vạn niên phạm vào năm này thì gia chủ ít tài lộc nên cẩn thận trong việc làm ăn, chắc có lợi với mình thì mới nên làm. Về tình cảm, trong năm này thì có thể bạn sẽ gặp một vài xung đột nho nhỏ, mất cắp. Do vậy bạn đừng nên quá nghi ngờ những người xung quanh, rộng lượng tha thứ với mọi người nhằm bớt suy nghĩ tiêu cực và đầu óc thoải mái. Sao chiếu mệnh, sao kế đô. Dự báo nhiều việc không thuận lợi, bản thân có thể buồn rầu, vướng vào chuyện thị phi, gia đình gặp biến cố không may hoặc tăng gia. Nếu người nữ mạng trong năm mang thai thì chủ về may mắn, cải biến bất lợi thành có lợi. Còn không mang thai năm này thì cuộc sống có thể lận đận, trở ngại đưa tới. Vận hạn, hạn thiên tinh. Tử vi nữ mạng, sinh năm 1988, năm 2024 gặp hạn thiên tinh chú ý về sức khỏe. Bản mệnh nên chú ý có thể bị ngộ độc thực phẩm, đi lại cẩn thận, gặp phải tai bay vạ gió. Lời ăn tiếng nói cũng nên cẩn thận vì dễ đưa tới những bất lợi. Mối quan hệ giữa can chi, ngũ hành, vận niên và tứ trụ cho thấy. Khi bước sang năm Giáp Thìn 2024, tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, nữ mạng, sẽ bị tác động của sao Thái Tuế chèn ép, lại bị hung tinh quấy rối, khiến cho bản thân gặp nhiều xui xẻo, cuộc sống thăng trầm nhiều sóng gió. Trong phương diện sức khỏe và tài vận, khó tránh khỏi tà khí của Thái Tuế tác động, bởi vậy chắc Mậu Thìn sẽ gặp nhiều điều không như ý. Bạn nên giữ vững tinh thần để ứng phó kịp thời, dù có gặp khó cũng chớ có bỏ cuộc, rút lui, nếu không sẽ chỉ khiến vận trình của chính bạn thêm phần ảm đạm. Về phương diện sự nghiệp của tuổi Mậu Thìn, nữ mạng, trong năm 2024. Tử vi tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, năm 2024 nữ mạng, dự báo, vận trình công danh, sự nghiệp của những người tuổi Mậu Thìn trong năm nay rất phức tạp. Sao Hoàng Phiên khiến cho con đường của bạn gồ ghề nhiều trắc trở, nhiều xui rủi, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khiến Mậu Thìn luôn đau đầu vì công việc. Trong năm có Thái Tuế án ngữ, lại thêm bị hạn thiên tinh tác động, xung quanh bạn có không ít kẻ tiểu nhân đeo bám, ghen ghét, đang ngấm ngầm cản trở, phá hoại. Nhưng, điều đầu tiên là phải thay đổi tâm tính, suy nghĩ tích cực hơn, tự mình nỗ lực sẽ có thành quả xứng đáng, đừng ỷ lại vào bất cứ ai. Đón nhận mọi thứ đến với mình phải giữ tâm thế bình tĩnh, kiên nhẫn chờ thời cơ, làm việc gì cũng phải thận trọng, cần nâng cao độ tập trung để tránh gây ra sai lầm đáng tiếc ắt mọi chuyện sẽ thành. Về cuối năm công việc phát triển như mong đợi. Trong năm này, một số sự việc đòi hỏi sự thay đổi tuyệt đối, do đó, nữ mạng tuổi Mậu Thìn nên có sự xem xét lại những việc làm trong quá khứ và lập kế hoạch thiết thực cho tương lai. Người tuổi Mậu Thìn cần phải chú tâm vào công việc và sự nghiệp của mình, đừng chỉ vì mấy câu mỉa mai của ai đó mà nổi nóng. Đừng để nảy sinh bất cứ sự xung đột nào giữa hoạt động công việc và các vấn đề khác. Bốc đồng không phải là phương án thông minh để giải quyết vấn đề. Do đó bạn nên suy nghĩ vấn đề thấu đáo hơn và khi gặp khó khăn, giữ im lặng chẳng ích gì. Hãy chủ động tìm kiếm lời khuyên từ mọi người xung quanh, nhất là những người lớn tuổi, có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực của bạn nhé. Nguyệt lệnh Lâm Tử, dự báo đời sống có thể đem đến sự xáo trộn, nhưng hãy yên tâm rằng bạn sẽ sớm trở lại con đường đúng đắn, có sự tập trung thích hợp vào công việc và đạt được kết quả tốt. Hữu Bật Cát Tinh chủ về giúp đỡ cũng xuất hiện, do đó,
Vì sao may mắn sẽ hỗ trợ bạn vượt qua khó khăn, giúp bạn làm việc hiệu quả. Bạn đừng để những suy nghĩ bi quan nhấn chìm niềm tin và nghị lực trong bạn nhé. Xét về phương diện tài lộc của nữ tuổi Mậu Thìn, những người sinh năm 1988 trong năm 2024. Do tác động của Thái Tuế và hung tinh Kiếm Phong khiến cho tuổi Mậu Thìn năm nay gặp nhiều tổn thất về tiền bạc. Bạn không chỉ gặp khó khăn trong việc gửi tiết kiệm mà ngay cả những khoản tiền gửi trước đó cũng có khả năng bị tiêu xài hoang phí. Do ảnh hưởng của nhiều hung tinh cũng như cục diện ẩn tàng hung hiểm, cho nên tài vận của tuổi Mậu Thìn có nhiều bất ổn, nhiều biến động, thăng trầm, tiền đến nhanh nhưng đi cũng chóng, khó tụ lại. Mặc dù đầu tư có dấu hiệu thu lời nhưng lợi nhuận khá thấp mà lại nhiều rủi ro, lại có giải thần ở đất tài, chẳng khác nào giải đi cái tốt, tiền chưa đến tay đã tiêu tán mất. Trong năm bạn nên hạn chế mưu sự những việc lớn, đầu tư nên ở ngưỡng an toàn, quá mạo hiểm có thể khiến bạn mất trắng tay. Đã vậy, chi tiêu trong năm phát sinh nhiều khoản, lại có hiện tượng phá tài do đại hao hung tinh hoành hành. Nếu không quản lý túi tiền thật chặt, có kế hoạch chi tiêu khoa học, tuổi Mậu Thìn dễ lâm cảnh vay mượn, nợ nần. Trong năm này, tài vận suy yếu, nữ tuổi Mậu Thìn luôn phải đề cao việc tiết kiệm tiền. Hãy trân trọng từng đồng tiền kiếm ra vì nguồn thu trong năm rất khó có cơ hội gia tăng, nên chi tiêu cần phải tiết kiệm. Nhưng bù lại, cũng may có phúc lộc tinh xuất hiện, về cuối năm, vận số sẽ đảo chiều, người tuổi Mậu Thìn sẽ đổi vận, gặp được những người có khả năng giúp đỡ cho mình, tuổi này nên tranh thủ thời cơ để nắm bắt các cơ hội gia tăng tài vận. Xét về phương diện tình cảm của nữ tuổi Mậu Thìn, những người sinh năm 1988 trong năm 2024. Nữ mạng tuổi Mậu Thìn bước sang năm Giáp Thìn 2024, năm này bạn 37 tuổi, năm 2024 sẽ gặp rắc rối trong các mối quan hệ tình cảm. Sao phi đầu quấy nhiễu sẽ khiến cho bạn tạo hình tượng không tốt cho bản thân, khiến cho mọi người xung quanh xa lánh. Đặc biệt là những người làm trong ngành bán hàng sẽ vì như vậy mà gặp trở ngại ở mọi nơi mọi lúc, khiến cho sự nổi tiếng và vận may của bạn càng giảm sút. Chuyện gia đình có nhiều vấn đề, lại thêm rào cản vô hình ngăn cách làm cho tâm trạng u uất, bi phẫn của bạn tăng lên. Nếu cảm thấy tâm lý khó giải tỏa, ẩn ức, bạn nên tìm đến những người mình tin tưởng nhất để chia sẻ chứ đừng nên giữ mãi trong lòng. Xét về phương diện sức khỏe của nữ tuổi Mậu Thìn, những người sinh năm 1988 trong năm 2024. Những vấn đề sức khỏe của tuổi Mậu Thìn trong năm Giáp Thìn 2024 cần phải đặc biệt quan tâm, sức khỏe của bạn đáng lo ngại. Sao Phục Thi mang đến nhiều hung hiểm, chủ yếu là do tác nhân bên ngoài gây ra. Tuổi Mậu Thìn nữ mạng trong năm 2024 chịu ảnh hưởng bởi hung tinh sao kế đô chiếu mệnh, chủ về bệnh tật, tai họa, người âm phá rối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Trong năm cũng gặp hạn thiên tinh, chủ về bệnh tiêu hóa, rối loạn chức năng tiêu hóa, đau bụng, dạ dày, nặng có thể bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện, phụ nữ có thai dễ bị tai nạn thai sản, hư thai, bào thai và sức khỏe của sản phụ không được tốt. Nhiều người khác có thể té ngã độ cao, một số người té ngã do trèo leo, với tay lấy các vật trên cao. Tử vi khuyên tuổi Mậu Thìn trong năm Thái Tuế, dù đi đâu làm gì cũng cần đưa an toàn bản thân lên hàng đầu. Nếu có đi chơi, đi du lịch hay công tác xa cũng cần chú ý tránh xa những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn. Với tuổi Mậu Thìn năm 2024, bao gồm cả phụ nữ có thai, đều cẩn thận việc ăn uống, thực hiện ăn chín uống sôi để phòng ngừa ngộ độc. Khi có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe thì chủ sự cần đi khám để điều trị ngay lập tức, không được chủ quan, tránh hệ lụy về sau. Nên thành tâm cầu xin trời Phật để được tai qua nạn khỏi và sức khỏe nhanh chóng được phục hồi. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Sông Đất tốt cho tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Mậu Thìn, nữ mạng, hợp với giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Nữ tuổi Mậu Thìn cứ thế xuất hành làm ăn, giao dịch, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Mậu Thìn, gồm các khung giờ sau. Giờ Kỷ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Bảo Quang.
giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Mậu Thìn. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch, Chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch, thứ hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Xông Đất hợp với gia chủ tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Mậu Thìn. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Xông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý cô nhận được càng nhiều. Các tuổi Xông Đất tốt cho gia chủ tuổi Mậu Thìn năm 2024 gồm có tuổi Bính Thân 1956, Giáp Tý 1984, Mậu Tý 2008, Mậu Thân 1968, Nhâm Tý 1972, Nhâm Thân 1992, Giáp Thân 2004, Bính Tý 1996, Kỷ Mùi 1979, Kỷ Sửu 2009. Các tuổi cần tránh, không nên Xông Đất cho gia chủ tuổi Mậu Thìn năm 2024 gồm có Nhâm Thìn 2012, Quý Tỵ 2013, Quý Hợi 1983, Công Tuất 1970, Nhâm Tuất 1982. Tử vi tuổi Mậu Thìn, nữ mạng năm 2024 có Phạm Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc, Thái Tuế, Trạch Tuổi Không. Tam Tai năm 2024, ví dụ, bản mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn gặp hạn Tam Tai vào các năm Dần, Mão, Thìn. Như vậy, tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, nữ mạng gặp năm Giáp Thìn 2024 sẽ phạm Tam Tai năm thứ ba. Tuổi Kim Lâu năm 2024, năm Giáp Thìn 2024, gia chủ Mậu Thìn, sinh năm 1988, phạm Kim Lâu Thân. Nếu gia chủ làm nhà, sửa nhà trong năm này sẽ gây tai họa cho chính bản thân mình. Nếu tai họa ập xuống thì mình sẽ là người gánh hậu quả nặng nề nhất. Hạn Hoang Ốc năm 2024, gia chủ tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, sẽ không phạm hạn Hoang Ốc. Thái Tuế năm 2024, gia chủ tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, năm Giáp Thìn 2024 sẽ phạm vào hình Thái Tuế. Năm hạn Thái Tuế hại tuổi Cầm Tinh, đại diện cho năm đó dễ có kẻ tiểu nhân quấy phá, nhưng chưa đến nỗi phải kỵ. Tuy nhiên, bản mệnh cũng dễ gặp chuyện bất an, tài vận suy kém, sự nghiệp gặp trở ngại. Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ, không đến nơi hoang vu, hẻo lánh, không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự, không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác. Tất cả những hành động trên sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Vận trình từng tháng theo âm lịch của những bạn nữ tuổi Mậu Thìn, những người sinh năm 1988 trong năm Giáp Thìn 2024. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Thìn, nữ mạng. Tử vi tuổi Mậu Thìn, những người sinh năm 1988 năm 2024, nữ mạng, nhận thấy vận thế trong tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn không tươi sáng mấy. Do ảnh hưởng của năm Thái Tuế nên bạn làm gì cũng gặp khó khăn, thường xuyên gặp rủi ro nên tâm trạng kém, dễ nảy sinh những cảm xúc tiêu cực. Vì vậy,
tuổi Mậu Thìn nên chú ý trò chuyện và thảo luận nhiều hơn với các thành viên trong gia đình trong tháng này để giảm bớt căng thẳng tinh thần và những cảm xúc u ám. Đồng thời, bạn cũng nên chú ý áp dụng các mẹo phong thủy cho người bị phạm thái tuế trong năm 2024, năm tuổi của bổn mạng, để vận trình cả năm trở nên hanh thông, thuận lợi, giảm bớt điểm xui rủi đến với mình. Tháng 2 âm lịch của những bạn nữ tuổi Mậu Thìn trong năm 2024. Con đường sự nghiệp của Mậu Thìn, sinh năm 1988 trong tháng 2 này cũng nhiều gập ghềnh. Do bị ảnh hưởng bởi sao xấu thái tuế và hoàng phiên chiếu mệnh, bạn dễ bị ảnh hưởng bởi một số công việc và việc nhà phức tạp trong tháng này. Không chỉ vậy, khối lượng công việc ở nơi làm việc cũng sẽ tăng lên một cách khó hiểu. Nếu con giáp này không thể xử lý kịp thời nhiệm vụ của mình thì rất có thể sẽ cản trở và ảnh hưởng đến những việc khác nữa. Vận trình tháng 3 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thìn, nữ mạng. Rất khó để tuổi Mậu Thìn thể hiện khả năng xã giao của mình qua các mối quan hệ trong tháng này. Bị cản trở bởi sao phi đầu, hình ảnh cá nhân của bạn sẽ vô cùng sa sút. Trang phục và cách ăn mặc hàng ngày trở nên tồi tệ và luộm thuộm nếu là người có chức quyền còn làm mất thể diện lẫn uy tín của cả công ty. Không chỉ bạn bị lãnh đạo chỉ trích mà còn bị cấp dưới nhìn ngó, chê cười, không mấy ai muốn kết giao với bạn. Bởi vậy, khuyên tuổi Mậu Thìn nên điều chỉnh lại hình ảnh của bản thân, làm gì cũng nên biểu hiện mặt tốt nhất của mình ra thì mới lợi cho quan hệ xã giao phát triển. Tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thìn, nữ mạng. Tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, có vận trình tài lộc phát triển lạc quan hơn trong tháng 4 âm lịch này. Chăm chỉ để vượt qua những khủng hoảng và thử thách do năm tuổi của bạn mang lại, sau đó hãng từ từ tiến hành các công việc theo kế hoạch. Xét các vấn đề tình cảm, vận trình tình cảm của những người tuổi Mậu Thìn độc thân trong tháng này không được khả quan cho lắm. Con đường đến được trái tim người ấy đang còn gặp rất nhiều gian nan thử thách, nhưng bạn không phải là không còn cơ hội. Lúc này, hãy làm việc. Tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thìn, nữ mạng. Về tinh thần của người tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, trong tháng này không mấy lý tưởng cho lắm. Bạn thường chỉ vì việc vặt mà cảm thấy tổn thương và đau lòng, buồn bực không vui, vì thế mà vô tình để cho nhiều cảm xúc tiêu cực quấy nhiễu mình. Tử vi tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, trong năm 2024 nữ mạng, lời khuyên cho bạn rằng nếu bạn cảm thấy trong lòng có nhiều chướng ngại tích tụ mà không muốn chia sẻ cùng người nhà, thì người tuổi Mậu Thìn đừng ngại mà hãy đến nhờ sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý để xác định tâm bệnh và tìm cách chữa trị. Tháng 6, âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thìn, nữ mạng. Bước vào tháng 6 âm lịch năm 2024, về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Thìn cũng không mấy khả quan. Do bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh tiểu hao, trong tháng này bạn tiêu tốn quá nhiều tiền và có khả năng bị tổn thất tài chính nghiêm trọng do thói xa hoa của mình. Đặc biệt trong vận thiên tài, khoản tiền nhờ may mắn trời cho mà có, bạn sẽ bị thâm hụt kha khá do đầu tư thất bại, phải gánh chịu nhiều nợ nần. Bởi vậy, tuổi Mậu Thìn cần quản lý tiền bạc thật tốt trong tháng 6 này, không nên chủ quan hay tiêu xài hoang phí để tránh thiệt hại. Vận trình tháng 7 âm lịch của những bạn nữ tuổi Mậu Thìn trong năm 2024. Tử vi tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2024 nữ mạng, trong tháng này về mặt sự nghiệp tương đối là ổn định. Mặc dù công việc của bạn không có nhiều cơ hội, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng của mình, tình trạng đó đang dần được phục hồi, tuy không có gì cải thiện lớn, nhưng nhìn chung cũng tươi sáng hơn trước rất nhiều. Tài vận cũng dần trở lại trạng thái tiến triển ổn định hơn. Nếu có thể giữ phong độ tốt, trong tương lai bạn có thể xoay chuyển được tình thế và đón nhận nhiều may mắn hơn. Bước sang tháng 8 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thìn, nữ mạng. Điềm báo, mối quan hệ tình cảm của người tuổi Mậu Thìn trong năm 2024, bạn 37 tuổi, có thể gặp khủng hoảng về chuyện tình cảm trong tháng này. Đối với những người đã có gia đình, chuyện tình cảm liên tục bị tác động bên ngoài làm cho bạn gặp nhiều sóng gió, gây ra sự rạn nứt là khó có thể tránh khỏi. Bởi vậy, bạn cần chú ý và xử lý thật tốt những trường hợp dễ gây ra hiểu nhầm. Đây có thể coi là những thử thách thường xảy ra trong hôn nhân. Người tuổi Mậu Thìn cần học cách chia sẻ nhiều hơn, cùng phối hợp với đối phương để tháo gỡ khúc mắc, hóa giải nguy cơ chia rẽ trong tình yêu. Bước sang tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thìn, nữ mạng. Về mối quan hệ xã hội của nữ mạng tuổi Mậu Thìn trong tháng này dự kiến sẽ có được sự khởi sắc. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn phúc lộc, không ít người sẽ gặp được quý nhân hỗ trợ. Được tam hợp trợ mệnh trong công việc, bạn có thể gặp được những người có năng lực, nhiều kinh nghiệm,
sẽ giúp đỡ cho sự nghiệp hoặc cuộc sống của bạn. Hơn nữa, vận trình xã giao cũng thêm phần mở rộng. Người tuổi Mậu Thìn nên nhanh chóng tranh thủ cơ hội để phát triển mối quan hệ và cố gắng làm quen với nhiều quan chức cấp cao hơn. Tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thìn, nữ mạng. Thầy tử vi chỉ ra rằng, vận trình tổng thể của những bạn nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 về cơ bản khá suôn sẻ trong tháng 10 này. Lúc này bạn không chịu ảnh hưởng nặng từ thái tuế và hung tinh, vì thế mọi phương diện đều được giữ ở mức phát triển ổn định. Đặc biệt là về mặt sự nghiệp, vận thế của tuổi này trong tháng đã khá hanh thông. Không những dễ bề xử lý việc nhỏ nhặt ở nơi làm việc, mà còn có cơ hội nhận được sự khen ngợi, đánh giá cao từ lãnh đạo. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Thìn, nữ mạng. Tử vi tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, năm 2024, nữ mạng, cho thấy vận trình tài lộc của bạn tháng 11 âm lịch này cũng khá ổn định. Sự nghiệp thăng tiến, vận trình tài lộc sẽ được cải thiện đáng kể. Đồng thời, một số người ra ngoài làm ăn cũng có thể tranh thủ thời gian cuối năm để buôn bán, kinh doanh tốt, kiếm thêm được không ít lợi nhuận về cho mình. Vận trình tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thìn, nữ mạng. Vận trình sức khỏe của tuổi Mậu Thìn trong tháng này tương đối ổn định, không có gì đáng phải lo lắng. Dù bị hung tinh tác động, nhưng các trở ngại cũng không quá lớn. Tuy nhiên, vì cuối năm sẽ bận rộn nhiều công việc, bạn cũng cần phải chú ý hơn đến các vấn đề nảy sinh trong gia đình nên sức khỏe có phần suy yếu. Khuyên tuổi này cần chăm sóc tốt hơn cho bản thân, đừng để mình phải kiệt sức vì vất vả, nếu không dễ làm tổn hại sinh bệnh lúc nào không hay. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.